gốc buồn gốc. Anh Thông đi đọc quá lắm, đi ngang bữa tại đi đi xuống ghé ông ghé ngang tí xíu thôi. Thông chạy bò dự kiến sẽ nuôi chuồng quế ở Tây Ninh, số lượng bò tầm gần 50 con. Thá rồi bây giờ chẳng ngày chừng nào anh mua nuôi thì cái gì trên hay đó. Thá rồi đó là em sẽ nói là